Giá cà phê hôm nay ngày 3 tháng 12 trong nước nằm ở mức 127.800 đồng đến 128.500 đồng trên 1 kg. So với hôm qua, cà phê đã giảm mạnh từ 1.700 đến 2.000 đồng trên 1 kg. Theo các nhà phân tích của ngành hàng này, giá cà phê giảm là chủ yếu do hoạt động đầu cơ chốt lời. Tuy nhiên, theo nhiều người trồng cà phê, đây vẫn là mức giá nằm ngoài mong đợi. Dù bán tươi hay bán khô, vẫn có lãi bình quân ở mức gần 200 triệu trên 1 hectare. Hiện toàn tỉnh cũng chỉ mới thu hoạch khoảng 30% diện tích.